Xin chào cả nhà, mình xin giới thiệu với mọi người đây là chip Ren 8383 ha. Và size là form rất là lớn. Mẫu này thì các bạn từ 50 cho đến 65kg mà cũng vẫn ok nha. Và mông trên 100 luôn cả nhà ha. Vì cái form này rất là lớn, trên 50kg mặc ok nha, đến 60-70kg luôn ạ. Rất là giãn luôn. Cái ren này rất là giãn nha cả nhà. Dạng ren thun nha, rất là đẹp. Màu này là màu tím ha. Và shop đang quay bằng cam thường cho mọi người, cho nên chất vải như thế nào thì mọi người nhận nó sẽ đi như thế. Rất là đẹp nha cả nhà nha. Đây là màu nâu. Và mình cam kết luôn là hàng này là hàng cao cấp, rất là chất nha. Màu xanh. Đó. Ren này co giãn rất là đã nha mọi người, mặc rất là mềm mịn và mát. Màu da. Và em này màu trắng. Đẹp lắm nha cả nhà, và mình quay ở phần phía sau cho mọi người. Bên trong ạ. Đây là hàng cao cấp nha cả nhà nha. May rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn. Mình cam kết là nhận cái quần rất là thích luôn. Và form này rất là lớn nha, dành cho các bạn nào từ 50kg đến 70kg nha. Form lớn. Mặc rất là sexy, rất là đẹp luôn. Và không có ngấn đùi nha cả nhà. Rất là đẹp. Các bạn muốn mua mẫu quần này thì liên hệ với shop và nhớ đọc mã lên giúp mình nha. 8383 giúp mình nha. 8383 ạ. Xin cảm ơn mọi người.